sao mất điện không sao nữa? Con cá. À xem con câu nó như thế nào. Mặc cái gì mặc áo len. Hả à, con câu như nào? Nào, thằng này. Mất điện à? Sợ không? Có sợ không? Dám bảo cái thằng này. Quay đây với mẹ mà đang nói chuyện với mẹ. Thế hôm nay Su đi những đâu nhỉ? Su đi đâu nhỉ? Su kể bố nghe nào. Có đi thú núi không? Có. Thế con đi con gì? Con này. Con này là con gì? Con kiều. Con kiều. Hả? Thế lúc đi có mất điện không? Có. Thế á? Thế xong làm sao? Mất điện thì con làm sao? Ngã. À, mất điện xong bị ngã. Xong làm sao nữa? Con bắt hai con này đứng nhau. Sao đấy? Ăn như nào? Sao mà ngã được? Ngã như thế à? Dám ở đấy. Nhưng không bị đau rồi chứ nào? Nó chẳng có được quấn đấy à?